Ok, xem ra mình đến như một tập tiếp cứ bẻ pon chỉ mỗi nâng ở quota, chương ở quota đi quota nó không chỉ mạnh mini cứ dùng para tool box server cứ file resource manager. Vì mình là cái nào cũng xem bắt chương để dùng para lư property hạ trái. Đại vì anh mình smart peep anh nhát ao bộ user account allow extension file rồi có deny extension file mình ao copy bản rồi có anh nhát copy bản. Đôi chi ưu tiên hóa kê ban cầm nọt tha o bộ file ý mình ai store ban tí nửa file server rồi có bộ file xem xếng trở bàn này nhạc chỗ đôi chi bộ bệt file rồi có bộ API rồi có bộ file state dù xem xếng để ai store chẳng ai sẵn cho lưu ca cầm nọt bỏ admin dừng chỉ tư tới thu mươi ní cực pra xâm rạp protect bộ mê rụng mùi chùm đuôn đại user khác gọi đặc sư ở miền chùm đình không cao pra computer tại quạt trong cho file một store server quạt ai copy file đại chìa bộ file mê rụng đại vì thích có vi cho mọi chùm mùi file rồi có đòi nước nông folder và quạt ai đòi mùi chùm mùi chẳng thua system network bởi dưỡng ai cho lòng mê rụng. Ok, chỉ tôi tới cả bởi dưỡng sạc xa nước nông đi khổ tá vì pra xâm rạp cộng nọt tầm hôm ao user pra đôi chìa dưỡng bạn ăn vào rồi mà hỏi từ lưu try property local hay nâng try property lưu server là dương ai thuốc ca cầm nọt bộ Chrome OU xem xe khi bán để tôn mùi server. Ok, nếu không concept là dương ai thuốc ca configure file resolve này chưa bán mình thu mùi chung luôn là dương try configure tìm mối ủ tí hoa tha person mà dương trong tục ai kia xa nửa lưu file server dương thờ log on từ lưu file server bởi dương trong tục ai kia xa nửa lưu DC dương thờ log cho lưu server phụ DC anh ấy astray từ lưu rút biếp chạy xa đây nó có Chrome hôn bởi dương pra server bởi màn chẳng ta mê riêng bởi dương cư dương thọc pra file server đã chìm xin 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 xa chẳng dương cho từ lưu file server ná chẳng bình tỏa mốt dương thờ ca add role muối nếu không files and storage service chứ mô tha file server resolve manager chẳng service mùi ní dương tới tới add chỗ chẳng bởi xin chỉ dương thư ca đi cho mở xin 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 storage nửa lưu mà xin nào mỗi dương thử add service nửa lưu mà xin nặng tại vì tìm tiêu dương para Windows Server vì bọn đọc phí có Windows Server màu. Ok, chẳng dương chập đàm không vì cơ add role nắng. Ok, chẳng dương bên virtual chung bấy miền DC miền client hay nâng file server chứ như log cho file server màu. Ok, nhưng mới là khả năng server manager chỉ tôi tới bây giờ dương chạy tool nếu khả năng manual bao nhiêu này ở toàn mình khởi file server resolve manager mình chăng chăng cái này nên tha dương ở toàn mình add role với chỗ chăng là mày add role chỗ được dương thọp thừa DC thì muốn một đá dương chỗ được can add role and feature click next chăng chấm pua option dương bài select option xem tiếp dương chưa default tới này tiếp. Ok, chương được không role nhưng mới chỉ tư tư cứ chưa khai mới để dương mới thắt ta dương mình role ấy sạch hai nữa lưu server này chương cao bảo sân chỉ dương ở cho lưu DC với dương đừng khơi nhờ điền ấy hay cho mỗi nâng active directory đủ mình sử dụng human store bằng tay này dương cho lưu file server chương bảo dương cho lưu file server cứ mình thả sử dụng này cứ còn miền tiết được ra dương cho server mỗi này còn là cho anh đủ mình tầm mỗi server ấy. Ok, chương ở dương cho tất cả file storage. Ok, dương bao file storage nhóm đó đồng bây từ đọc role muối nếu không file storage một tháng file server resolve manager tại nó bây là dương thích role muối nâng rồi có sử dụng muối nâng về thử mình feature mà bằng time tiết chứ cái này nó dương add nó dương add tam tam ở quay được vitra cam màu chẳng click next. Ok, chẳng cái này thông mà đá bây là dương setup sử dụng hơi bởi dương cho option này vì đừng tìm tiền dương restart chứ restart này cứ đồng bây ao server dương làm lại cả fix thêm một switch thì dương bán bạn cầm nó tới chứ cái trong chơi của bạn chơi của bạn đấy chứ cứ chơi tới install. Ok, chứ như trong trang switch này cả install file resolve mà để chơi bao dương đi rồi hỗ trợ chọn. Ok, chứ như trong trang thì sẵn tới. Ok, chứ như trong trang rồi hỗ trợ status này đã cùng một rồi phía rồi chứ chấm pool machine dương đã miễn capacity pool
cứ đồng là ca lươn chẳng ở vì tất cả speed bom sinh nhật đấy. Ok, chẳng nắp đi đào sweet complete qua đã install success chẳng ở dương chạy mà lửa close. Ok chẳng nhận bật option này tới từ tới computer và dương start hay bởi sao rung trang qua đi start dù dương mà đi start khu này. Ok okay, rung chăm sinh này restart lang vĩnh. Ok, chân ở dương restart mà hãy dương log in cho server. Ok, chân rung chăm đi sinh tới. Okay, chương server này chưa được start. Tao mới dùng cho tao mượn được con thú. Okay, dùng được khi file server resolve này chưa. Chương file server resolve này chưa này, việc cứ chỉ thu muối. Đại dùng para sản phẩm từ cộng nọt option. Our server và dùng thu ca nghĩa đôi chỉ cộng nọt quota, đôi chỉ block file. Rồi còn thu ca nghĩa same tiết. Nước con ong option là bỏ file server resolve này chưa này. Okay. Chẳng dừng ở đồng nạc ca start file server resolve này chưa. Ok, nít cứ chia dialog wizard bỏ file server resolve này chưa. Đại dương nâng khơi nâng khăn ông ở option bảo viên đối chí miền quota management, file screening management, storage report management, classification management, rư có file management task. Chẳng thu rồi bảo viên nâng miền function same khăn nha. Đại dương bạc nó không thu mùi mối cứ về miền option chỉ trán đôi chân nó không quota để chấm mất miền quota hay là quota template chứ ở đôi dương ban sắc xa nó không quota property bỏ trái rồi mà hai đại dương ở pra xâm lạp cũng nọt hạt trái cho user pra pra chứ nó không chấm bạch ní dương miền là cả nạ ở phía xe chiêng đại dương ở pra pra quota lưu trái vì môn được tiết đối xa ấy dương ai cũng nọt ở lưu folder tay mà đón dương ai ở block file dương ai ở load file từ tam ca trong ban là bỏ user chẳng admin là bỏ dương ở ai thu ca cover mới là cái nạn tràn chiến thu ca group grong mới là tràn chiến ở pra property nữa lưu trai để dương pra cũng nọt quota vì môn màu. Ok chẳng dương mưa là chẳng lại mùi mùi tại tôn mùi option nít hát tá dương cụ tại pra thu mùi ná hay thu mùi mùi cứ ở miên là cái nạn côn xong ban mà. Ok, chẳng nhận mới, tệ tôn chỉ mùi nâng quota management để dân bàn bạc thu mấy người mình quota hay nâng quota template. Tôi tới sự thảo với tới quota. Chẳng ở đôi chỉ dân bàn sắc xa phía môn một đá. Cả nà để dân pra quota cứ pra xâm rạp bằng cách quota thầm mấy, rồi có hai thà pra xâm rạp cũng nọt spec thầm mấy mùi. Đói mình chăm bạch tiên quota bị template ấy. Chẳng ở tí hoa thà. Dương mình folder share xe mẹp bộ Chrome account, dương mình folder share xe mẹp bộ Chrome design, như được gọi mình folder xe mẹp Chrome cell. Chẳng lúc bây giờ dương thảo, chẳng ai bộ Chrome account nâng á, quạt ở trời ca store file folder nó bán thường là đọc chi. Họ bộ design thì sao mình ai xa thông đạm phẩy chi. Bộ cell mình ai xa tự chỉnh kế của tại đạm phẩm chi. Chẳng dương cầm đọc lúc folder tay một đồng, chẳng bộ trái cứ available được tám. Ở đây là viên mình sắp crowd bị dương chạy person, được gọi mình đang bị person chạy vào kia màu. Còn ta bởi dương dục quota template chẳng quota template này một nghĩa viết cứ kia bằng cách ở dạp bỏ window bởi dương dục ai dục template được cầm rưu nào mới cứ dương tiên nhưng mà pra tem đó là dương một trăm bài bằng cách thông mấy vậy còn tại template về khác vì admin ở vậy để dương trong bàn vì miền ta ở vậy để mình xếp xếp màu chẳng chung cách dương thời ca customize được khuôn này ok chẳng thứ tiết dương là ăn vọt được chẳng lạnh nắng chẳng bố chấm lại bì dương này dương bì file screening management file screening management này cứ dương pra sản phẩm cầm nốt profit file ở ai transfer của copy cho nó trong folder là dương ban cầm nốt mà này thà ta dương ăn nhạt ở file nào khác ai copy cho là bàn hai nước mình ăn nhạt ở file nào khác copy cho tao má này nè chứ anh ấy dương một cái thay được cái gì mà thà
bởi dương trong một ca thắng trong trong ao tập bộ phải sell cho chụp bộ file word file powerpoint được tập xây nhé quý ai cho ba này chẳng dương tài cao một ca thắng mày còn tay bạn không template cứ cái ban cầm đặt ha không mà lý năng ạ miền ở file excel miền file word miền file powerpoint miền file photoshop chẳng bởi dương cho template năng cứ ta cứ trong vô cùng ru tặng ở năng tem một đòn chúng việc ở tam ca customize riêng bàn bàn tay nó không thêm hết cái riêng ai ở thứ ca customize bàn đấy gọi là ở mỗi miền ao xếp ở mỗi tiếp bằng ca thay trong pool group file group cứ riêng bằng ca thay đấy có bàn tay cứ ca bằng ca thay bao riêng nick cứ trong ở thứ ca block cầm nốt của page extension file nào khác để riêng cua tại đại chỗ hay nâng ở của page extension nào khác là bỏ phá để riêng cua tại độ trình chẳng mấy này tha bằng cao group này khi dương chọn tục thư chỉ template vì ngày khỏi tới khi dương dọc template mây bằng dương này dựa tập ra bác xâm rạp cũng nó tập lưới phô ta tay một đòn nè chẳng cái này vì mình là cái nạ ở vì xe mối tiết để dương chọn cũng nó template ở profit qua tục chỉ môn chẳng cái này mình template xe cái này dương bằng cao mây phim phim thả pha nào khác để dương cua ta mình ăn ở nhà ở châu ok chẳng lại xí bẹp con chỉ môn được storage report này chẳng mấn chẳng ở storage report management នេះ វា សម្រាប់ storage គេ ថា ពពួក link ដែល ពពួក hard disk ហៀង គឺ អត់ នៅ ក្នុង server ទេ វា សម្រាប់ ភ្ជាប់ ទៅ ជាមួយ នឹង ពួក NAS អី គេ ទៅ NAS NAS ហ្នឹង គឺ មក ពី ពាក្យ network attached storage ដែល ជា technology storage ថ្មី មួយ ទៀត ដែល ប្រើ នៅ ក្នុង system network ដូច យើង មើល diagram នេះ គឺ មាន ថា នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន network មួយ យើង មាន client ចំនួន 3 ហ្នឹង ទៅ បន្ទាប់ មក យើង ធ្វើ ការ ត ភ្ជាប់ ទៅ ជាមួយ នឹង ethernet switch មួយ ហើយ យើង មាន server 2 ai chỉ DC ai chỉ file server chắc là này cứ việc còn là option sản phẩm thứ ca control service đấy thiết bị storage bao viết cứ nước nóng controller xây mũi tiêu để dùng hạ thân nào nè nè chừng nào mới cứ para sản phẩm store data tầng off robot network bao dùng chừng cái ở biên là server ấy cái para sản phẩm ở chụp nước nóng tháp bàn network bao dùng cloud vi server tại ca control service sẽ cứ trên vi server lang từ chừng này sản phẩm technology sản phẩm ប្រើប្រាស់ ជាមួយ នឹង ពពួក device ឬក៏ network standard ធំៗ គេ ប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ ហ្នឹង អូខេ ជាង មក ថា preview ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ កំណត់ quota នៅ ក្នុង template របស់ យើង នេះ គេ និយាយ ពី file resource manager របស់ យើង អញ្ចឹង ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ ប្រើប្រាស់ នៅ លើ quota ថ្មី របស់ យើង នេះ ណា អញ្ចឹង quota ថ្មី របស់ យើង នេះ គឺ យើង បង្កើត សម្រាប់ កំណត់ quota ថ្មី ដែល យើង មិន ចង់ ទាញ template ទេ chứ như mới template cái này cứ về miền ở cầm ru đại miền rẻ mới tha dương cua tự dọc mà ăn mà rồi mày pi hỏi mày nè pi rồi mày về miền hard miền soft pi rồi hard sập mày miền hard nè hay monitor pi rồi g miền soft tí tiết cùn bây giờ tha ta soft hàng hard ấy vì không nghe thoáng mày ok chân template và dương cứ ở vai đại miền rẻ mau về window tem đón chân như mưa ở vai đi trong cầm bóng cát mấy chân cái này bởi dân trong một cái máy dân ai right click dân dọc create quota rồi cái dân chạy create quota cái này các bạn này rồi cái dân right click lựa quota nó dọc create quota chẳng phải dân chạy create quota dân đừng khuyên chậm lại cái này nhờ quota phạt mới này tha ta ở dân trong dọc quota trên mau pi cái này nè nè chẳng dân chạy bảo ok chẳng cái này nè không mà đã vì nó ở những link từ đầu phạt nè thà ta phạt nó để dính trong cầm nọt vô mặt đạn được lại nè ok ok chương đề sai dính cho nó cho lưỡi pha server dính đứng hai cái sao là bao dính cứ xe trên pi ở trái đi chương ở ưu tiên tha nhóm trong cầm nọt bộ quota ở bộ chrome account nó có para thêm đọc chỉ nè chương dính cho nó không ở trái đi để dính xe file tới xe folder tới chương dính account chắc lại nó dương ở trong bây giờ user tiết đi nè chẳng ở dương dọc folder account em đó phụ ấy dương trong mang Chrome account tàng mũ đúng chẳng chẳng dương Chrome account tàng mũ chẳng mấy ok nè trong phố cái này nè dương chia default với ao dương ở recommend thì dọc ở template hả ta dương cho template mới nè chẳng template của bạn là bạn mới nhảy cứ nó không ở quota template chẳng ở bởi dân chưa được lại nó cứ dân template còn đấy template số tha dân trong man ở tầm hôm đọc chi về miền đấy mình chấm lại cứ ăn miếng đấy mình chứ chân dân châu nó không define custom quota property
lại nó cứ miền bút tông muối xem ở dương ở tới cùng nọt ở quota tham mây bao nhiêu chẳng riêng cho từ custom property ok chẳng biết để cho là custom property ở chấm phố rồi mê này dương cùng qual nó hay chấm phố option xem xem này bài xung tố à rồi mê khẳng lớn này dương bài qual này nè chẳng là cái này sẵn khăn cứ nơi khăn space limit chẳng space limit ưu thiết tha dương trong bàn đọc chỉ chẳng như vậy đó mà ok chẳng cái này dương cho option chia chỉ cập bài ở đây nè hai tu tới men cái lại option pi tiết để dương tới chữ rư men này tha bởi dương dọc hạt quota men này tham bạch sock quota men này tham bạch chẳng chấm phu hạt quota mơ mơ mê xây cái đạ do not allow user to exist limit men này tha bởi dương pra pra đọc chí cứ tùm hôm tên ở đây bởi dương cứ maximum đọc chí cột mình ai lưu xong bây ta mùi cái lỗ bay đi co lưu thì tôi vậy ở ba này chẳng đi cứ dọc dọc chùm đồn cột còn tay bởi dương chữ dọc option cái lại nó sock quota chẳng bởi dương dọc sock quota men này tha user ai thuộc ca add pha nâng lưu tích tuổi bàn nè chẳng xóa nó cứ bị ai chờ ở dương thay pha tích tuổi nhập nóng tùm hôm này lưu bị đọc chi bàn chẳng dương cua từ cực tha bởi dương đã xóa vì mình cũng bị bắt lưu ca store lại dương mạnh bởi dương đã hát vì mình cũng sẵn bắt lưu ca store lại dương mạnh bởi dương cứ thắng chưa đã tới cốt cốt dương của đi khẩm ấn cua tè chưa dọc hạt khô ta từ ok chẳng dương gió ok ok add ok tóm mà dương đã chứ mùa chẳng dương đã chứ mùa nó cứ bên đường cho nó template chẳng dương cú đã đọc chỉ nè đọc chi bì chẳng à chứ mùa này bên đường lột cho nó template bây giờ tèm đoàn chẳng ok create chẳng mê tha khô ta để dương ban cầm lọt xâm rập part mùi đè nó không trải đi my data nó không folder account cứ pra ban tùm hôm đọc chỉ tóm mà này nè ok chẳng ưu thiết tha dương tư cầm nọt nó không ở khô ta mới tiếp đầy dương pra xâm rạp phụ design chẳng ở cụ dọc create khô ta chụp rau ok tư phạt dương tư đáy cho nó chrome design cho design ok chẳng có lại design như sao ai cái sao quạt thông nhưng tại cả quạt ở tụ ai cái sao hộ đông một phê chỉ chẳng cho được nhé cho nó không define dọc custom property chẳng có lại ní dương đạm một phê ok vậy chí chẳng là cụ đồ dựa xóa đối xa đi dán chân cái quạt pha quạt ở lưu tràn chẳng cụ ok create đã chứ mua một phí chí chí bí xíu ok chẳng là mỗi chí hát mỗi tiết xóa phần tay phút xe lại cái xa quạt tịch chẳng như phút xe đạp hẻm chi ba nè chẳng như right click lực photo được có dựng chật create new photo cái này đi vào được thì tăng rồi bài xa dưỡng xe ok define ok chương đại đi pram chí ok pram chí chương ở xe ở quạt tầm hạt đã tới ok create và tỏ mình đã mua ở quạt tháp pram chí b ok chương dương miên ở bay photo để dương para xem nhập không ca cầm nọt folder miên account miên design miên sale để pi chỉ hát môi cứ chỉ soft chương từ từ p để dương thưa ca cầm nọt photo new cái này đang hơi dương mà mới không photo template dương mình khơi nhờ photo để dương một cái mình cho nó không template đấy nè phải chi pram chi đọc chi hay là một phê chi đại dương trong cầm nọt chỉ hát được chỉ sót cứ vi trên được không cô ta tháp ở dương cái này tiền nè ok chẳng ở chỉ tôi tới cứ dương ở toàn different này cái này như thế dương là thực ca test test chỉ mỗi nâng ở khai ấn mới dương tia tha lục cụ lock cho là lục khai ấn mới dương mỗi nước không ở user a one ok lock in cho ok chương trình chỉ check mở cho explorer ok các bạn muốn những bạn học riêng ở online mê never try rồi mà hỏi chương trình cho nó không ok cho không công tơ
nhưng khởi nhé cái này cứ từ tới sản phẩm user bao nhiêu nè A1 hay nó chỉ mua nó P P account A nó cứ sử dụng chữ Chrome account đó mình chẳng hay nó P account cứ về para folder này để dùng store ai cái sáng nó ban đọc chia mình chẳng còn tab tôi thì vẫn mình cho ngon lấy tha hết ấy ban chỉ nó không ngờ trái mũi để mình cho mua all team ấy vì para với là bỏ pha server nhưng cứ là hỗ trợ đó là cái sản phẩm chạy buồn chí đừng ấy muốn hết ấy cần mới ok từ tới dương men trăm ba nét nước không ở đại dương thư quota bao dương mình sầm rap chrome account dương đã đọc chỉ chrome design nhập hình chỉ chrome sale pram chỉ còn tay away để dương châu nè dương chèn mười tuần học nè away để dương châu mình đi thay dương châu tại nước không folder design folder account hay nước folder sale còn tay sầm rap folder all team ô nước học nè được cụ ban cầm nọt hai nơi mình á à, dương mang của nó thành nơi dương chơi một tổ này cái này ok nhưng cho khó nhưng cho design cho sale còn tại all team dựa toàn của nó thì mình chẳng chẳng bỏ all team toàn của nó mình đây tham mạch mình đây tha không all team này viên đồng prao pra space là bỏ hạ đi dương tàng mù đây chia trái là bỏ pha server dương này để mình tùm húm rồi hốt tại đó cao sắp làm chi cả bài chết muốn chi cả bài này tập ra tại một đồng chúng việc không phải bản thân những thằng group user chrome đang on ao qua prapra folder để mình chung một tha all team đi đôi chỉ mỗi nắng bao folder là bao chrome quan trọng chính như từ cầm nọ folder mua tiết mẹ từ tam chrome bao quan trọng tới tao nói đây nè chẳng tụ tới những thứ cực tuyệt đại thả tụ tới all team đi ai bán cua tay group account đang on ở quạt phở bè tầm tầm màn ở sọc tầng ớ thà vậy là bó thường 20 chi cho chứ mà group account tầng ớ 20 chi kết mở dương cua tệ pra hình lưu pro và thi trái rồi cứ dương cua tệ pra hình lưu kế nên lưu xâm rạp tại folder nào mới được có chrome nào mùi nè chứ dương kết mở và sân chỉ dương thắng ở phở tầm 20 chi ba này không chụm nào hạn đi ở cao dập bèm chi nè chứ dương kết to tiệt ưu tiên hóa tha bỏ khóa đọc chỉ design phê chỉ sell màn chỉ xem mình phèm chỉ trên dùng phê phèm bộ đọc họ bộ phèm xam sạch chi à nông cả lần này đà user tầng off bảo full full rồi hô tật đó tùm hôm này dương mang cầm nọt ai hay là nếu tiên thay dương đã 20 chi tiết chân 20 chi bộ chỉ muốn được xam phèm chi vía maximum này trái dương ọt chân bảo viên được rau maximum này trái dương ai đã 20 chi bàn còn tay person và sân chỉ all team ấy hiện đại ưu tiên đã 80 chỉ chém bỏ đã 80 chỉ nhưng cận mới bỏ đi đọc đi giá mà phải sell pram chẳng nhưng mới 80 bộ chỉ muốn được sang được em làm mà này nó phải làm một rồi chi chiến chém một rồi chi chiến và sân là nó store muốn cứ bên miền ai cái sao tới tôi muốn vào đấy năng chẳng nè chẳng nhưng đã quota mà mình chơi tới đã tam chất thì dương cua từng cái tha trái maximum dương màn chỉ chương bộ việc cao sẽ phải làm chí bộ sẽ lọc chốt nên tôi chương cao phải làm hay thay mấy tiết cứ với tôi chương cao phải làm à, nó ok ai đã bàn ở lại dương tay thằng ọc này tại tôi chung môi nâng all team này ưu tiên hay dương chăng pra hoi all team này pra ban màn chỉ nè chương ưu tiên hay dương chăng ban ở qua pra ra tầm sai sắp chi ba nè xin mẹp chrome thằng ọc nâng ở từ lọc tới khư nhà all team này pra ban ban trầm sai sắp chi chẳng những cho cũng là đôi khi nhé ok chẳng cụ bận đi chào sân nhưng cho phô tá chẳng ở một đoạn tiết bật sân gì như thắng cho làm lại bật đường chào lấy của chẳng cho nó cho từ lượt tool cho từ lượt file server resource manager ok nhưng cho từ lượt phô tá management nhưng cho từ lượt phô tá chẳng cái này cứ dương miên tại design miên là account and sale chính như chắp đang cũng đọc phô tá mới tiết tên chẳng ok chỉ create new Brow cho từ part để dùng mang ra data thuốc cứ all team ok ok chẳng cái này này cứ dùng vô custom quota property hiện đại sai sắp ở chỉ có máy ok dùng click ok đang bị create ok chính hiện đại đi sai sắp mó cũng mọi chỗ lõm đại trở chỉ bí ok
create chẳng ở mấy đời xa đấy dừng vô hạt với thế thay dừng ở sống tục thêm dừng vô hạt chứ mà sân thì dừng trong đô ba đấy chẳng như right click miền ở option mối kia hai thả edit quota property chẳng dừng ai mà đồ thả ta trong tới chỉ hạt được trong tới chỉ soft ban cả lại này dừng kết và sân chỉ all team nhưng đã chỉ soft men hứa ấy cả lại bởi dừng đã chỉ hạt men hứa cả lại chứ các bất nhưng trong như so của bán hạt của bán này ta ở sầm khăn trong mạch ưu tiên hoa tha bà sân chi hạt đi là bỏ dưỡng trong ở space của riêng mắn của dưỡng hạt rồi ta bà sân chi hạt đi dưỡng so special chẳng lưu tí tuốt có ai ad đà ad pha được bà tình ở đây châu lòng bàn đấy cứ dưỡng cho so tới chẳng đi dưỡng mưa từ tam sản phiệp chạy sửa đáy nhưng thời bọt bàn từ lửa càng nghiệp bà dưỡng cứ bà nó không ở thùm rộng bẹp nà hạt đi dưỡng so tối so thùng ok cũng ok chẳng ở dưỡng ở từ ăn bọt tê từ lưu ở quay đi dưỡng mà lọc in châu cho mùi khả ân mình ok nhưng cho nó không Windows vấn đây chỉ khỏe mà dưỡng chứng cái này nè dưỡng cái bông tay cho nó không ở Windows khỏe ăn dẹp chứng ở dưỡng tay mới thà mình dưỡng tao mà lọc áo mà chẳng sai ai chứ nhỉ dưỡng bông cho lừa chặt ra chứ nhưng còn là right click mất vô refresh chứng về refresh nhưng khuyên all team cứ smart tay sai sắp chỉ toán đây nè ok để xa lấy dương công cho lưu user a chẳng cù nâng lock user a từ x1 đã user cell ok lock off ok chẳng dương ở nâng lock in chỉ muốn nâng user thamay mình tiết cứ x1 cho x1 đó ok lấy dương chập đa mà lock in cho nâng user S1 hay dương cho từ lửa file explorer cho computer dương check ok dương khơi nhờ màn capital dương cũng nói đây phải làm chi mình chẳng ok chẳng dương vô đi đi theo mắt là mấy chuyện mơ tưởng ở khuyến chẳng S1 đã user có ra bản bản làm chi chẳng bố ở public cell đã chi xâm bạp chrome cell đang ở làm chi đấy họ xâm rạp all team mê tham mình bật càng cổng nào thì cứ available size sắp chì ná chẳng cứ policy ní dưỡng ban cầm nọt nó không nông quota management đại dưỡng hai tham file server resource manager chẳng dưỡng miên lạc nạ xâm bạc từ ta mở folder họ cả muốn dưỡng cầm nọt ban là trái gì mê tha không mà trái đi nâng đại dưỡng trái để file sale server xe màu chẳng một hà là cao sắp cao sắp tầng ọ một hà ở sai sắp tầng ọ và thả sắp hạ sắp tầng ngọt chẳng vì overall đã tem bắt đầu chẳng vì mình là cái nạc customize chuyện là cái nạc phía xe chuyện trong phố video cao ý dương nâng bằng 2 nhằm pk block file nâng lưu quota đi phong đài nâng lưu block, block file ok trong phố video để dương pra xâm rạp dịp trong quota management nâng nông file server resource manager ní chẳng mùi nâng quota để dương bằng cách mấy hay nâng quota template dương ban mình chọn xong vô video này thì anh bọt luôn này phong vụ ấy dương còn là mới video khi dương hoạt ai giờ mình chụm này đang dương này dương bì dương thư dương đừng khơi nhà rơi dương đừng khơi nhờ ở quay để dương thư cả configure tất đa mình đa thoải mái này nâng ok chân ở con chán hay xong mình chọn trong video này thì dương nâng ở bần to từ lửa video thamay mới tiết tệ tôn chỉ môi nâng ở cái line block file ok ở con